Vâng, em xin chào anh em mình. Thì mình xin test và giới thiệu anh em mình một cái cặp lo toàn giải Pioneer V31 ha. Thì cặp này anh em nào theo dõi kênh của mình thì cũng sao không có xa lạ nữa. Thì lo toàn giải 14 cm, thì găng anh em mình thấy là giống như là da con gấn vậy đó ha. Và nó có hai cái gông lo nhìn giống như là hai cái gông mép. Phiểu thì hình phi tiêu. Thì cặp loa thiết kế khá là đẹp. Con này là xương xương gan hình vuông, củ loa rất là gấu ha. Thì mình có làm cái clip mình tháo cái củ loa một lần rồi. Thì clip này mình tiết kiệm thời gian của anh em mình thì mình không có tháo. Nên là có nhu cầu thì mình sẽ gỡ cái đường link để mình xem và tham khảo. Thì cái thùng này hàng bãi về nguyên bản nha. Chỗ này thì vận chuyển nó hơi bị cắn một tí nha các bạn ha, hơi bị cắn một tí. Cái này mình chích miếng keo là lụm rồi ha. Thì cái này anh em nào mua ngày mai đóng hàng á, mình sẽ làm lại cái này cho anh em mình ha. Thì đặc biệt cái thùng này về nó không có chày, nó chày hơn cái cặp bữa trước là mình bán cho anh em mình. Và mình vẫn bán cho anh em mình cái giá cũ nha. Cái giá cũ là 3,5 triệu, 3,5 triệu nha mọi người. Thì Pioneer V31, xin lỗi V30, xin lỗi nha, V30 mình nói nhầm. 8 ohm 180W, sản xuất tại Nhật ha. Ở đây nó có khắc cái chữ chìm của hãng Pioneer nha mọi người ha. Mã của nó là cái số series của nó là 3940. Ở đây nè, mình có thể xài dắt phổ thông dụng hoặc là dắt 6 ly đều được ha. Nó có hai cái dạng kết nối, nên mình để kết nối nha. Phiểu đẹp nha các bạn, phiểu đẹp, không có bị gãy gì hết. Mà găng còn khá là mềm ha, găng còn khá là mềm. Con này đặc biệt, cái điểm nhấn của nó là cái găng của nó to, bự và nó nhô ra ngoài. Mà nhìn giống như da gắn vậy đó, rất là đẹp. Để mình quay cái còn lại luôn nha. Đây các bạn, thì cặp này về nó ít có chạy. Nhưng các bạn, cái model này thì cái thùng nó bị chạy nhiều lắm. Tại vì nó nhỏ đó, thì vận chuyển người ta nhét qua nhét lại nó hay bị chạy nha các bạn ha. Đây, thì cái lo tình trạng còn rất là đẹp nha. Thì cặp thùng này nó không có bị cắn nha, chỉ có cái kia bị cắn nhẹ thôi. Hàng bãi nó vậy nha các bạn. Con này mình khui ra làm để gì mình quay cho anh em mình luôn á, mà kể cả là mình cũng chưa có lau và vệ sinh luôn. Anh em mình thấy đây còn cái dấu keo nè, dấu keo ha. Rồi quay phía sau nha. Đó, mình quay cho anh em mình xem nó đầy đủ ha. Con này 3946 à, 03946. Con này số mấy quên tiêu rồi. 039-40 nha các bạn, cách nhau 6 số ha. Chung là cũng là ok đó. Thường nó mấy cặp này hiếm có cặp nào nó gần số gì lắm à, ít có cặp nào gần số gì lắm. Rồi mình mời anh em mình nghe bài nhạc trữ tình. Rồi giờ anh em nào có nhu cầu thì alo ha. Giá là 3,5 triệu. Hình thức bán hàng mình nhận chuyển khoản gửi hàng nha mọi người. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hôn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đến mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tim ngắt, chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi anh muốn tìm
lẻ loi một mình. Nhắm mắt cho tôi. Và các bạn, thì giờ vừa rồi mình vừa test và chia sẻ này mình một cái cặp loa toàn giải có thiết kế khá là đặc biệt và cũng khá là hiếm trên thị trường, Pioneer V30, và với cái mức giá là 3,5 triệu em nhận chuyển khoản gửi hàng ha. Anh em nào mua hàng mình quen rồi thấy nó bình thường, còn anh em mình mà chưa mua lần nào thì nó hơi lạnh lạnh tay. Các bạn, thì một ngày mình tiếp rất là nhiều cái điện thoại và nhận được những nhiều lời chốt, xong rồi anh em mình bảo là mình nhận chuyển khoản mình gửi hàng, anh em mình lặn mất tiêu. Lặn mất tiêu luôn các bạn ha. Thì đây mình biết đây là cặp loa chỉ có 3,5 triệu thôi, hàng mình bán thì anh em mình thấy nè, lớn nhỏ có hết từ trên xuống dưới ha. Và cũng mình bán thì cũng lên clip thường xuyên, những lúc anh em mình yếu bóng vía khó mua đồ của mình lắm nha các bạn. Nhiều lúc mình chia sẻ thì mình hơi thẳng tính chút ha, anh em nào tự ái thì gắng chịu. Tự ái gắng chịu nha các bạn. Thì nói chung là mua hàng chuyển khoản gửi hàng nha các bạn. Thì mình mua hàng bên kia, bên Nhật bên kia cũng vậy thôi, mình nhận là mình chỉ mình mua trước ha, mình chuyển tiền trước rồi xong mình đợi rất là lâu mình mới nhận được hàng và mình chưa biết nó như thế nào nữa đó. Anh em mình mua hàng của mình là rất là sướng luôn. Mình quay cái video ha, mình video mình test lo chạy ok, anh em mình nhìn thấy đầy đủ hết, dù chỗ này nó bị cắn chút xíu mình cũng cho anh em mình xem ha. Chung là rất là rõ ràng và chính xác. Còn về phần địa chỉ thì bữa nay cũng có anh khách hỏi địa chỉ mình ở đâu ha, và địa chỉ mình ở đâu. Nếu anh em mà có kết bạn Zalo của mình là địa chỉ mình nằm dưới cái hình avatar, còn trên kênh á thì địa chỉ nó nằm dưới cái phần nội dung, còn trên cái trang mà fanpage là Facebook á thì luôn luôn có địa chỉ, kể cả anh em mình nhập số điện thoại của mình vào Google Maps á vẫn có định vị và địa chỉ cho anh em mình luôn nha các bạn ha. Đấy, rồi em xin kết thúc cái video ở đây. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của mình là 0919 929 926. Vâng, em xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em mình ở clip sau nha. Xin chào mọi người nha.